Người phụ nữ giàu có này giàu cỡ nào? Sức mạnh không được gì, nhưng có thể lấy ra được tiên đạo cổ kim thời không tiên khí bảy sắc thần sứ. Ba món bảo vật này giá trị cao hơn tiên khí rất nhiều. Câu cá của hắn kỳ thực là vô địch như vậy. Tiền bối hãy đưa ra giá đi, cần ba ngụm tiên khí. Tiền bối quá đắt rồi, tộc ta ở Lạc Thần lĩnh mấy vạn năm, tránh thai đã tiêu hao rất nhiều, không được thiếu một phần nào. Ta tiêu hao quá lớn, tiền bối trong tử phủ của ta có đủ bảo vật, nên có thể đáp ứng yêu cầu của tiền bối. Nhưng là những bảo vật này của ta bị tộc trưởng dùng pháp lực phong ấn, ta lấy không ra, chỉ có thể dựa vào tiền bối tự mình ra tay. Được rồi. Tiền bối hãy ra tay đi. Có lẽ lát nữa sẽ lấy ra một bộ tiên đạo cổ kim thất sắc thần thạch hoàng đồng cổ trung. Dễ dàng như vậy đã phá vỡ phong ấn. Sức mạnh của các chủ có lẽ ở trên tộc trưởng. Cổ nhiên là tổ tiên cường đại nhất thời đại thái cổ của nguyên giới. Chỉ riêng cái hoàng đồng cổ trung này đã có thể gọi là bảo vật. Vì ngươi đã trả đủ tiền, ta liền nói cho ngươi biết tất cả thông tin của tổ tiên đại mộng ở thượng giới. Hệ thống đổi lấy hoàng đồng cổ trung và kinh thư. Chúc mừng tốc độ thu được 2.500 vạn điểm thiên cơ. Chỉ riêng hai cái hoàng đồng cổ trung và kinh thư này đã đổi được 2.500 vạn. Vậy cái bảy sắc thần thạch này ước chừng còn trị giá 1.500 vạn. Thái cổ thần tộc của Nhiên đều là kẻ giàu có. Tra cứu thông tin của Đại Mộng Tiên tộc ở thượng giới. Đại Mộng Tiên tộc chính là liên minh với Thiên Đế, giúp Thiên Đế trấn áp vạn giới. Tiếc là sau khi Thiên Đế mất tích, Đại Mộng Tiên tộc cũng bị báo thù. Hiện tại Đại Mộng Tiên tộc ở thượng giới chỉ còn hai người. Một người là Di Đà Tiên Vương, bị trấn áp ở trong ngục giam. Một người là Chân Tiên Mộng Hoàng Lương, luôn luôn trốn chạy. Tiếc là một tổ tiên to lớn như vậy. Có lẽ thái cổ thần tộc của Lạc Thần lĩnh bị phong ấn cũng là bởi vì nguyên nhân của Thiên Đế. Không biết tiền bối có tính toán được sự thật không? Rất tàn nhẫn, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Ta đã sớm chuẩn bị, xin tiền bối nói thật. Thiên Đế mất tích rồi, Đại Mộng Tiên tộc là những người trung thành nhất của hắn. Kết cục của những người này như thế nào, ngươi nên rõ ràng. Người nhà ở thượng giới chẳng lẽ đều chết hết rồi? Không phải như vậy, hiện tại còn hai người sống. Một người là Di Đà Tiên Vương, một người là Chân Tiên Mộng Hoàng Lương. Di Đà Tiên Vương, một trong những cường giả nhất của Đại Mộng Tiên tộc, hiện tại hắn ở đâu? Tiên vực vãn bối biết rồi. Vấn đề của hắn hỏi xong, tiếp theo, tiền bối không cần. Vấn đề của bọn họ cũng là muốn hỏi người nhà ở thượng giới. Vì người nhà ở thượng giới của tộc ta ẩn nấp, ước chừng bọn họ cũng vậy. Tiền bối vậy chúng ta cáo từ trước. Dương Huyền Chiến, có chuyện gì? Thiên Long hội lần này được tổ chức ở Linh Lung Thành. Ngươi đi liên lạc với Linh Lung Thành chủ. Tiểu nhân tuân lệnh. Không biết đại nhân chuyến đi này có chuyện gì? Lão gia muốn tổ chức Tiềm Long hội ở Linh Lung Thành. Thời gian này, ngươi nghe lệnh của ta, là lão gia có quy định. Bất kỳ ai tham gia Tiềm Long hội đều cần một ngụm thành khí, làm vé vào cửa. Còn về địa điểm, xin thành chủ quyết định. Dương Huyền Trạm báo cáo mọi chuyện cho thành chủ. Lão gia, chính là phí vào cửa của những quyển kinh thư này. Người cầm trước đi, còn 5 ngày nữa Thiên Long hội mới bắt đầu, còn rất nhiều người chưa đến. Đến đủ rồi một lần giao cho ta. Được rồi lão gia, ngươi xuống trước đi. Phần thưởng ngươi nên làm gì mới tốt đây? Còn 530 vạn điểm thiên cơ, không biết có thể đổi được bảo vật nào. Hệ thống mở thương thành. Mở thương thành cần 1 vạn điểm thiên cơ. Cho ta mở không phải là 1 vạn điểm thiên cơ sao? Mở thành công tiêu hao 1 vạn điểm thiên cơ. Bồ đề thụ chức năng giúp người tu luyện ngộ đạo, 78 vạn điểm thiên cơ cũng không tệ. Diệp Húc lựa chọn gần 2 ngày mới điều chỉnh xong phần thưởng, tốn gần 400 vạn điểm thiên cơ. Đau lòng tốn 400 vạn. Nếu Thiên Long hội lần này không thể thu hồi vốn, thì ta thật sự là lỗ to rồi. Dương Huyền Chiến lão gia có việc gì sao? Đây là phần thưởng của 20 người đầu tiên. Người mang đi, đến lúc đó công bố ra. Phần thưởng này quá đắt giá rồi. Mấy ngày nay thu được bao nhiêu phí vào cửa? Trong đó, tổng cộng 820 lam ngụm thành khí, không biết có thể bù đắp tổn thất của lão gia không? 820 lam ngụm hẳn là có thể thu hồi vốn. Hệ thống đổi lấy điểm thiên cơ. Chúc mừng tốc độ thu được 962 vạn điểm thiên cơ. Không tệ, trực tiếp kiếm lời khoảng 500 vạn. Người làm rất tốt, còn một ngày nữa, có lẽ còn một phần người chưa đến. Ngày mai thống kê lại cụ thể, tiểu nhân nên làm. Thiên cơ các tổ chức Thiên Long hội. Tiêu Nghị ngươi thế sao? Thiên cơ các mới xảy ra chuyện không bao lâu, bây giờ danh tiếng vang dội. Ta xem Thiên Long hội chỉ là Thiên cơ các muốn thể hiện uy quyền mà thôi. Sức mạnh của Thiên cơ các chủ thâm bất khả chắc, ngay cả ta cũng khó lòng nhìn thấu. Có ngày nhất định sẽ trở thành tai họa ngầm của Thái Hạo Thiên Tông. Tông chủ thời gian trước có hai vị sư đệ chết trong tay thổ dân Nam Hoang, hiện tại nên xử lý như thế nào? Có thù báo thù, có oán báo oán. Là ai? Đồ tôn, chuyện xấu ngươi làm sao nhanh quên như vậy? Ngươi chính là sư phụ của sư tôn ta, chẳng lẽ ngươi đã biết chuyện xảy ra ở U Minh giới, cho nên đến thử tài nghệ của ta? Không sai, lúc đầu không mục thu ngươi làm đồ đệ, ta liền biết ngươi không đơn giản như vậy. Lần trước ngươi đánh hắn đến mức thân thể hủy diệt, hồn phách tan vỡ, ta cực khổ mới cứu hắn về. Không ngờ ngươi vẫn không chịu tha cho hắn. Ta làm việc hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Lần đầu tiên không giết chết, lần thứ hai đương nhiên là phải giết sạch. Người này độc ác đến mức nào? Thượng cấp vừa mới đánh sư huynh, kết quả là sư phụ của sư tôn đa bảo đạo nhân tìm đến,
Thử thăm sức mạnh của Đao Vương. Ngươi vì sao phải đối với Khâu Mục đạo nhân truy sát tận diệt? Hắn làm gì ngươi? Ta là người có nguyên tắc. Việc đã làm thì phải làm sạch sẽ. Khâu Mục đạo nhân từ chức ngu dốt. Hắn căn bản là không xứng sở hữu quyển kinh thư quan trọng của ngươi. Không bằng truyền thụ công pháp này cho ta. Ta nhất định sẽ phát huy nó. Ngươi là một con chó săn. Ta chết cũng sẽ không cho ngươi cái đồ đần này. Quên mất nói với ngươi. Lần này ta giết Khâu Mục đạo nhân không chỉ có ta. Nếu không phải có thiên cơ các chủ tiết lộ tung tích của Khâu Mộc, ta cũng không tìm được hắn. Sức mạnh của thiên cơ các Đao Vương có lẽ dưới chân tiên. Trên đế tôn, lần thử thăm này đã đạt mục đích. Liền đi thôi, hắn đang thử thăm ta. Nếu hắn có sức mạnh báo thù, chắc chắn sẽ không chạy. Hiện tại hắn không phải là đối thủ của ta. Sau này có nhân vật như vậy làm địch, cuộc sống lại thêm phần thú vị. Vô địch là cô đơn biết bao. Xóa người người đã biết được sự thật rồi. Là chuyện này sống, tự mình lựa chọn đi. Đệ tử nguyện cả đời trung thành với tông chủ. Máu chảy đầu rơi. Vậy bản tọa thành toàn cho ngươi. 20 vạn năm có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, thật sự là một kỳ tài. Có thể có được tu vi này, có lẽ có liên quan mật thiết đến ngộ đạo thuật. Hiện tại nguyên giới biến hóa lớn, có lẽ hắn muốn mượn tạo hóa của nguyên giới đột phá thành tiên. Đến lúc đó sẽ càng khó đối phó. Phong ấn của thiên tử đang dần nới lỏng. Mảnh vỡ quy tắc dung hợp với quy tắc của nguyên giới. Trấn áp mấy vạn năm thượng cổ tiên tông môn. Lại muốn bắt đầu tranh giành long tranh hổ đấu. Không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Thiên cơ các này của nhiên có chút quỷ dị. Không ngờ sức mạnh của hạ giới lại có lực lượng kỳ dị như vậy. Thật sự là quái dị. Đến rồi thì vào ngồi đi, đa bảo đạo nhân. Anh Di Phò Phò, ước chừng thí chủ chính là thiên cơ các chủ. Người này thân phận có chút thú vị. Người trước đó ta không nhìn thấu là Lâm Thiên Mộc. Người này có lẽ còn thần bí hơn Lâm Thiên Mộc. Đúng là đang suy nghĩ. Phép tính của ta đều thất linh trên người hắn. Không ngờ trên đời còn có người lợi hại như vậy. Đa bảo đạo hữu, ta biết ngươi chính là kẻ trộm đi thi thể của công chúa đời trước của Thành Mẫu Cung, làm cho Thành Mẫu Cung truy sát người đến nay. Ta nói đúng không? Phép tính của tiểu tử này ở trên ta. Người đời này say mê vào việc trộm mộ, không biết đào bao nhiêu ngôi mộ tổ tiên của thế lực, đến nay vẫn nhỡ nhân ngoài vòng pháp luật. Người rất lợi hại. Thí chủ khen quá lời rồi, ta chỉ cảm thấy tu luyện nhàm chán. Bần đạo chỉ muốn tìm chút vui cho bản thân. Không giống như người ngày ngày đều có mỹ nữ bầu bạn. Cuộc sống vui vẻ. Người cũng không tệ, ngày ngày có thi thể bầu bạn đúng không? Thí chủ, tung tích của Khâu Mộc có phải là người tiết lộ? Đúng vậy. Thiên cơ các là nơi làm ăn. Hắn muốn làm ăn với ta, ta đương nhiên phải cung cấp thông tin cho hắn. Ngươi có biết, vì ngươi giết chết đồ đệ duy nhất của ta, cho nên đạo hữu, hôm nay ngươi đến là để tính sổ. Thí chủ quá coi trọng bần đạo rồi. Lý do nếu ngươi có thể đưa ra được giá, ta liền có thể đưa ra thông tin. Ngươi không phải là luôn muốn biết tung tích của hắn sao? Ngươi sao biết? Kỳ thực ngươi không phải là thích trộm mộ, mà là luôn luôn tìm tung tích của hắn. 3 vạn năm này, ngươi đào khắp các lăng mộ ở huyền giới, tinh giới, u minh giới, nhưng là vẫn không tìm được tung tích của hắn. Nếu không dựa vào ta, không biết còn phải tìm kiếm bao nhiêu vạn năm. Không cần đạo hữu. Nguyện cầu nhân trường cửu, thiên lý cộng triều nguyệt. Cái chết của Khâu Mục đạo nhân vốn là kiếp nạn của hắn. Nếu đạo hữu vẫn nhất quyết truy cứu chuyện này, vậy thì rời khỏi thiên cơ các đi. Đợi đến khi 77 ngày 49 đêm, phong ấn của Lạc Thần lĩnh được giải trừ, bần đạo sẽ tự mình đến thăm. Thật sự là một người kỳ lạ. Tiền bối hắn sao biết? Phong ấn của Lạc Thần lĩnh là 49 ngày sau được giải trừ. Thật sự là bản lĩnh không nhỏ. Chắc là người của thượng giới lưu lạc. Tiền bối người cũng không biết lai lịch của hắn. Biết hay không biết, hai người các ngươi đều là lão già kỳ quái. Mọi người tham gia Thiên Long hội đều đến đủ rồi. Đây là thánh khí còn lại. Không tệ không tệ, hệ thống đổi thành điểm thiên cơ, đổi thành công thu được 200 vạn điểm thiên cơ. Ngươi có nghĩ đến không? Vật này, tiểu nhân muốn cửu chuyển Niết Bàn Kim Thánh Vương cảnh giới pháp môn, đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Cảm ơn lão gia, sau này ta sẽ sinh khỉ cho ngươi. Cút xa chút. Chẳng lẽ đây là phần thưởng của 20 người đầu tiên? Đây là những thứ bản tọa lấy ra để thưởng. Thiên tài con nhà người ta của 20 người đầu tiên. Những thứ này theo thứ tự tên tự do lựa chọn. Xem ra thiên cơ các vẫn rất chịu bỏ vốn. Thực sự là nửa bộ tiên đạo kinh điển. Trong nguyên giới có thể lấy ra được chỉ có thiên cơ các. Cây bồ đề này, nếu ta có thể lấy được vật này, chắc chắn trong vòng 1 năm có thể bước vào thánh vương cảnh giới. Sư tỷ ngươi muốn lấy được phần thưởng này, có lẽ phải đạt được top 3 trong cuộc thi này mới có thể lấy được phần thưởng này. Ý của ngươi là ta không đủ tư cách? Ta chỉ nói sự thật. Ngươi muốn lấy được thì phải dùng thực lực của mình.
Là tông chủ à? Tiền bối người muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ra tay ở trong hội? Bảo trợ mãi mà vẫn không thấy thiên cơ các chủ ra. Mặt mũi của hắn lớn như vậy sao? Nếu không ra ta liền nuốt người một ngụm. Tên này thật sự là có gan. Trước mặt thiên cơ các bân môn động phủ. Thiên cơ các mới ra đời mấy tháng, lông cũng chưa mọc đủ. Hôm nay ta đặc biệt đến xem thực lực của hắn. Làm địch với thiên cơ các, không ai có thể có kết cục tốt. Lại đây ngoan ngoãn để ta ăn đi. Chị, chúng ta có muốn ra tay không? Các chủ sẽ không để hắn ở đây làm loạn. Chúng ta xem kịch là được rồi.